Nếu bạn muốn biết cách làm mẫu bukkake không công một như thế nào, hãy cùng theo dõi hết video này nhé. Chúng ta cần chuẩn bị sơn lót đa năng bukkake, sơn bê tông bukkake mã ray BK3 và ray BK1, treo bảo vệ bukkake và trợ thủ đắc lực Bayor Black bukkake. Bước 1, sơn lót. Sử dụng sơn lót đa năng bukkake lăn đều lên bề mặt. Bước 2, tạo nền. Dùng Bayor Black bukkake đưa sơn bê tông bukkake mã ray BK1 để tạo bước nền, không cần đi quá dày sơn. Sau khi bề mặt khô hoàn toàn, dùng bay dán một lớp sơn ray BK3 lên bề mặt tường. Tiếp tục dùng bay đi sơn ray BK1 để ray BK3 và ray BK1 hòa quyện được với nhau, tạo ra hiệu ứng vân loang đậm nhạt đẹp mắt. Nên nhớ, cứ một lớp ray BK3 là một lớp ray BK1, cứ như vậy cho đến hết tường nhé. Rồi chỉ việc ngồi đợi khô hoàn toàn và phủ treo là xong. Bề mặt khô hoàn toàn, phủ treo bảo vệ bukkake. Bước 4, pha treo với nước tỷ lệ 2:1. Dùng ruler phủ đều lên bề mặt. Nội thất thì phủ một lớp, ngoại thất thì phủ hai lớp. Vậy là mẫu bukkake 001 đã hoàn thành. Chúc quý khách thành công nhé.